Không chạy lên nó lại trốn rồi. Mình đi V1 nha các bạn. Ê, đâu rồi? Chạy 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 mày. Anh cứ bắt đường cua nữa các bạn. Lâu lắm mới được con cua ngói anh Cường. Thiệt. Lâu lắm rồi em mới thấy lại bản mặt nó đó. Rồi bây giờ làm đặc công chui qua nha. Anh em vô đây là bây giờ. Giờ anh em mình vô nướng hai con tu hú. Hoàng hôn là quá đẹp luôn này. Ê, mình nhét con cu vô bụng con tu hú mình nướng. Ê, mình nhét con cu vô bụng con tu hú mình nướng. Ê, mình nhét con cu vô bụng con tu hú mình nướng. Lầy quá mà. Nghĩ lầy quá nữa. Ô đẹp quá anh kìa. Bắn một pha xuyên hàng rào. Ê, thành quả đi săn của hai anh em bữa nay đây các bạn. Một con cu. Một con tu hú anh Cường bắn nè. Tu hú mình bắn nè. Đó. Hai con phướn. Với lại một con cò. Quá trời luôn các bạn. Cây con hít của có mình. Nhiều chứ. Cây con hít của mình nè. Nhiều ha. Quá trời luôn. Đây các bạn, đây là thành quả ngày hôm nay của anh em đi săn này. Rồi. Hai con tu hú này. Tu hú này. Tu hú này. Cu này, cò này. Đây, hai con phướn này. Đây. Còn ít ít thôi. Tình hình là bây giờ tình hình là anh em sẽ chế biến hai con tu hú này để nướng. Này. Mập ú. Ê chim Minh Cường, ê chim Minh Cường, ê chim Minh Cường. Ê chim Minh Cường. Anh đi hái xả à? Anh đi hái xả đây. Em nhổ lông. Con này mà nướng lên hồi nó chảy mỡ. Ôi thôi. Chết cô gái miền Tây liền. Rồi. Giờ mình vô lông nhớ bạn. Anh Cường anh đi lấy xả này. Hái xả thằng kia. Buổi chiều hoàng hôn đẹp ghê. Nắng chiếu qua cây. Ngồi nhổ chim tôi thấy. Tuyệt vời. Nhất có đất. Người con tôi tức nữa nè. Nhấp nắp. Bị dai và cố luôn tại mình để từ nãy giờ nó dai. Hồi nãy biết mình bắn liền mình nhổ liền à.
giờ đang đổ lông tô hú này. Nó mập. Thấy không? Trắng nón luôn. Ngọc Trinh gọi bằng cụ. Ngọc Trinh gọi bằng cụ. Ngọc Trinh gọi bằng cụ. Bông đẹp đấy ạ. Thêm cù nữa đi. Chiến binh này mới ngã xuống cách đây 5 phút. Và từ ấy họ Mỹ không còn hót nữa. anh nói vậy hồi người ta ra người ta kêu bắt gà chết mẹ luôn. Kêu là như thịt hú. Chưa. Hai con u nù luôn. Tù hú với lại con cu ngói. Chờ bạn này nữa, rồi xong. Bao bạn nhập hồi. Thế sao cái hồ quẹt này nó lại có cái bọc này à? Lần đầu tiên mua mà có đấy. Tếu nhỉ. Trời, kỹ thuật kém quá. Em thì nhắm bếp kỹ thuật. Nhắm bên góc này nè. Xả mà cháy thì thơm bá cháy. Tính ra nó cũng không thơm nhỉ. Sao á. Tuyệt vời. Úi, cái con này. Giờ sao anh cưa? Lỡ nằm chỏng rồi giờ sao? Quá đẹp. Cần lắm một cái cây để khiêu cái. Cháy mất. Da cọ. Rồi xong. Dạ, thấy cầm nguyên đám này nhất ra. Cháy hơi bị ổn. Đẹp nha. Cháy đẹp nha. Chim sau khi thu xong nữa bạn dần ươm không? Giờ mình tiến hành mổ nha. Nhất qua đất con tu hú rồi. Bạn này đâu em? Đây em. Đó sao hướng này như sáng hơn này.
tu hú sau khi làm sạch nha các bạn. Nướng về luôn đi chứ không có ấy. Quá đẹp. Đứng xa lửa đâu, không có đen nữa. Nhìn nó không được đẹp lắm nhưng mà nó rất là dân dã nha các bạn. Ok lắm ạ. Nếu mà cái lá xả khô này nó thơm cực kỳ. Giống như tuổi thơ. Đúng tuổi thơ. Tuyệt vời, quá đã luôn. Về nhà ăn cơm vợ nấu không được, không chịu đâu. Các bạn thì nó cầm lại này. Tôi nhắm một bạn. Cái nào các bạn chắc nó dễ nướng mình rồi. Mình dễ dám hơn ở ngoài thôi. Ý, nó đây rồi, không cần có gì đây. Bây giờ được gác đây với đúc nè. Lúc nữa anh mới về tới, chưa một lúc nữa mới về tới. Hai mẹ con vẫn đi bình thường nhỉ, nó ngủ chưa hay là nó thức? Không. Chút xíu mình cầm mình xé ngang mình ăn luôn. Coi nhìn nó chảy mỡ đã không được. Cứ cái nước máu nó chảy ra. Ui, khói nó bay kìa. Ôi. Không sao. Đây. Thôi xé đi, xé cho nó ngầu luôn kìa. Mình xé cho nó ngầu đi. Béo à. Tôi nói với anh em nha. Nướng thì nhìn nó chỉ hơi đen một tí thôi bởi vì mình nướng trực tiếp ở trên lửa. Nhưng mà anh em mình nướng rất là kỹ, các bạn thấy nó chín này. Ngon cực kỳ luôn. Mời anh em nhá.